Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với Điện Thoại Thanh Điền. Bên mình bán hàng đặc biệt không cần phải đặt cọc trước nha. Mọi người mua hàng thì gọi trực tiếp số điện thoại 0396789566. Số này mình có sử dụng Zalo đó nha. Mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. Địa chỉ của mình là 452 ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Những người nào ở gần mình cũng có thể đến trực tiếp xem và test máy luôn. Mình ưng ý con máy nào đó thì mang gì mình sử dụng ha. Còn những người ở xa thì cứ gửi địa chỉ cho bên mình. Bên mình sẽ gửi hàng đến tận tay mọi người nha. Mình được kiểm tra trước khi thanh toán nè. Đúng hàng đúng máy thì mình nhận, còn không đúng thì cứ hoàn trả cho mình, không mất gì cả, cho nên mọi người cứ yên tâm mua hàng của mình ha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu. Và đây là một con Redmi Note 8 nha. Con này thì màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.3 inch, hiển thị Full HD cộng. Bộ nhớ lưu trữ là 64GB nha. RAM của máy là RAM 4+1. Máy đang chạy phiên bản Android 11. Pin là 4000 mAh. Con này màn hình sáng đẹp nha, không ám mố, không chạy xước, cảm ứng thì rất là mượt mà nè. Và đây là cái phần camera của máy ha, mình sẽ test cam cho mọi người xem luôn. Đây, con này 4 cam sau, một đèn led nha, chụp hình rất là rõ luôn mọi người. Đó, rất là nét luôn ha. Về phần ngoại hình thì lưng mà này màu xanh nè, lưng rất là bóng đẹp nha. Con này chưa có chạy xước, cấn mớp gì hết luôn. Thì nguyên một con máy như thế này là mình bán giá chỉ có là 1.3 triệu thôi nha. Mã số là 933. Con này nó có tích hợp lên cái tia hồng ngoại nữa nè. Này, máy này mình có thể dùng để làm một cái remote đa năng ha. Mình điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà như là điều khiển tivi, điều khiển máy lạnh, máy điều hòa là ok hết nha. Đó, rất là nhiều tính năng hữu ích luôn nha mọi người. Thì hôm nay mình bán con máy này giá chỉ có 1.3 triệu thôi, có tặng sạc cho mọi người nha. Và đây là một con Oppo Reno 5 nha. Con máy này là máy nguyên zin luôn mọi người. Màn hình zin Super AMOLED nha. Kích thước của màn hình là 6.43 inch, hiển thị là Full HD cộng. Để mình cho mọi người xem cái phần giới thiệu về thông tin máy ha. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB. RAM của máy là RAM 8+6 nha. Phiên bản Android hiện tại là Android 13. Kích thước màn hình là 6.4 inch nè. Dung lượng pin là 4310 mAh ha. Con này màn hình AMOLED nha, màn hình rất là sáng đẹp. Để mình chuyển sang chế độ màn hình trắng cho mọi người nhìn thấy cái độ sáng đẹp của cái màn hình nè. Nói chung là qua cái màn trắng mình mới biết là có lỗi hay không. Nhìn cái màn hình ha, màn rất là đẹp nha. Màn hình này là AMOLED. Cam chính của máy chụp hình rất là rõ nha mọi người. 64 MP chụp hình rất là sắc nét nè. Cảm ứng thì mượt mà, đây mình test cảm ứng cho mọi người xem luôn. Đó, cảm ứng rất là mượt ha. Màn sáng đẹp nha. Thì về phần ngoại hình thì vỏ sườn con này còn dán keo nhưng mà nó bị găng găng nứt nứt như thế này nè. Có dán keo bên ngoài ha. Thì hôm nay mình bán con máy này với giá là 2.7 triệu nha. Mã số là 994, có tặng sạc cho mọi người luôn ha. Và đây là một con Oppo A55. Con này thì màn hình IPS LCD nha. Kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị là HD cộng. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin của con Oppo A55 này. Bộ nhớ lưu trữ 64GB ha. Chạy con chip Helio là G35. Kích thước màn hình 6.51 inch, pin 5000 mAh. Con này là sử dụng là RAM là RAM 4+1 nha. Phiên bản coi hiện tại là Android 13, pin của máy là 5000 mAh, còn máy này pin cũng rất là cầm ha. Đây là hai số may để mình đối chiếu lúc nhận hàng nha. Màn hình thì sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước luôn, cảm ứng mượt mà nè. Về phần chụp hình thì camera chính của máy này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nha mọi người. 50 MP, chụp hình rất là sáng và sắc nét nè. Ngoại hình thì vỏ sườn màu xanh bóng nha. Vỏ này chưa có chạy xước, cái vân tay này nó tích hợp nút nguồn, nó hơi khác màu nha. Do cái vân tay của máy nó hư rồi, mình phải lấy cái vân tay không có giống màu. Cho nên là mình không có vân tay giống màu ha, mình lấy đỡ cái vân tay mình xài nha. Thì ngoại hình đẹp, màn hình cũng đẹp, máy này là men zin chưa sửa nha. Thì nguyên con máy thế này mình bán giá là 1.7 triệu, mã số là 981, máy này mình cũng có tặng sạc nữa nha. Đây là sản phẩm đầu tiên mình muốn gửi đến mọi người nha, một con Redmi 9. Con này thì màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.53 inch, hiển thị Full HD cộng nha. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin của con máy này. Cái màn hình thì nó bị lót ra nha, nó bị đốm lót như thế này. Cái này thì mình chuyển sang mình cài chế độ màn hình màu đen thì sẽ không bị nha. Chuyển sang chế độ màn hình như thế này sẽ không có nè. Nhưng mà mình cố tình mình để ở chế độ màu trắng để mình cho mọi người dễ nhìn thấy hơn là cái màn nó bị lót như thế này ha.
Bộ nhớ lưu trữ của máy là 64GB nha. RAM là RAM 4 cộng 1 nè. Đang chạy phiên bản Android 11. Máy này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng nha. Sử dụng pin là 5020mAh. Con máy này pin rất là trâu nha mọi người, rất là cầm pin ha. Đây là số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng. Đó. À, màn hình tuy là có lót nhưng mà hiển thị rất là đẹp nha. Cảm ứng thì mượt mà. Con này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nét nè. Để mình test cam cho mọi người xem. Đó, đây. Rất là rõ luôn ha. À, ngoại hình thì vỏ sườn con này là màu xanh nha, xanh tím nè. Thì vỏ nhám, có chạy xước ít rồi. Máy này đã qua sử dụng cho nên cũng có chạy nhâm nhâm ha. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 1,4 triệu nha, mã số là 980. Thì con này mình có tặng sạc cho mọi người ha. Và đây là một con Samsung Galaxy A750. Con này là màn hình Zen nha, màn hình Zen Super AMOLED. À, kích thước của màn hình con máy này thì chắc cũng tầm khoảng 55 ha. Nè, tại mình không có thấy cái thông tin chi tiết rõ ràng gì cái màn hình này. Nhưng mà màn hình cũng rất là to, màn hình Zen AMOLED nha. À, RAM 4 nè, bộ nhớ 64GB, con này sử dụng pin 3300. Thì nó cũng khá là ổn cho cái dòng máy này ha, cảm ứng mượt mà nha. Màn hình Zen. Màn hình rất là sáng đẹp mọi người. Đây là hai cái số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 10, máy này hỗ trợ được 2 SIM 2 sóng nha. Máy rất là mỏng nha mọi người. Con này thì rất là mỏng ha, nút nguồn tích hợp vân tay luôn. 3 cam sao, kính thì mặt lưng là bằng kính nha. Cái này kính lưng, vỏ sườn có hơi chày rồi, nó bị bong sơn. Nói chung là con này sản xuất 2018, cũng khá là lâu rồi ha. Để mình test cái camera của con máy này cho mọi người xem. Đây. Camera chụp hình thì nhìn cũng rất rõ ha. Thì hôm nay anh bán con máy này với cái giá là 1,4 triệu, mã số là 991. Cái này là màn hình Zen nha mọi người, màn hình Zen AMOLED thì cái giá màn AMOLED nó rất là đắt mọi người, cho nên nó hiển thị cũng rất là đẹp ha. Máy mỏng đẹp, giá chỉ có 1,4 triệu thôi, mã số là 991. Con này mình cũng có tặng sạc và bao luôn phí ship nha. Tiếp theo sẽ là một con Oppo Reno 2S nha. Con này thì màn hình OLED, màn hình rất là sáng đẹp nè. À, đây là cái phần giới thiệu về thông tin của máy nha. Phiên bản Android 11, RAM là RAM 8 cộng 3, bộ nhớ lưu trữ 128GB. À, con này thì sử dụng pin của máy là pin 4000mAh. Màn hình sáng đẹp, cam trước là cam thục nha, chụp hình rất là rõ nét luôn mọi người. Đây, cảm ứng mượt mà nè. Cam chính của máy là 50MP, mấy con máy này thì chụp hình quá tuyệt vời luôn. Ngoại hình thì vỏ sườn màu trắng bóng nha, lưng vỏ sườn thì chưa có chạy xước, chưa có vết chạy xước luôn, rất là đẹp luôn nè. Thì hôm nay em bán nguyên con máy này với cái giá là 2,4 triệu, mã số là 995. Máy này mình cũng có tặng sạc luôn nha. Máy rất là đẹp luôn mọi người. 2,4 triệu nha, mã số là 995. Đây là một con Vivo Y21 nha. Con này thì màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.51 inch, hiển thị là HD+. Máy này đây là cái phần giới thiệu về cái thông tin của con máy này đây. Màn hình sáng đẹp ha, màn hình rất là đẹp luôn. Vivo Y21. RAM 4 cộng 1 nè. Bộ nhớ lưu trữ 64GB, đang chạy phiên bản Android 12. Sử dụng pin là 5000mAh nha. Màn hình thì sáng đẹp không quá mố. Đây, để mình test cái cảm ứng cho mọi người xem ha. Rất là mượt nha. Camera chụp hình cũng rất là đẹp nè. Để mình bấm cái lệnh đồng ý. À, cái mặt sau này nó còn hơi dính bụi. Nói chung là cam chụp hình đẹp lắm mọi người. Lưng còn dán keo ha, màn hình cũng còn đang được dán keo đây. Thì nguyên con máy thế này mình bán giá là 1,6 triệu, mã số là 990. Máy này rất là đẹp, mỏng đẹp luôn mọi người. Mã 990, giá 1,6 triệu. Và đây là một con iPhone 6S Plus nha. Máy quốc tế, không ai lao. À, cái máy nó bị mất vân tay nha mọi người. Nút home thì vẫn sử dụng được bình thường nhưng mất vân tay ha. Màn hình thì sáng đẹp. À, con này thì phiên bản iOS hiện tại là 14.4.2 nha. Bộ nhớ lưu trữ 16GB nè. Đây là của anh Lệnh, là A của Mỹ ha. Mất vân tay, pin của máy nè. Đây là tình trạng pin hiện tại của máy đây. Còn 100% ha. Màn hình thì sáng đẹp, cảm ứng mượt mà. Để mình sẽ test cảm ứng cho mọi người xem luôn nha. À đây, đó. Khi nó nổi lên mấy cái dấu trừ như thế này, mình mới test được cảm ứng trên màn hình của con iPhone ha.
Thì màn hình sáng đẹp, cảm ứng mượt, con này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nè mọi người. Đây nè, rất là rõ nét ha. Ngoại hình cũng còn cứ khá là đẹp. Vỏ thì mình cảm thấy là nó cũng còn khoảng trên 80-85% ha, chỉ nhăm nhăm nhẹ mấy góc như thế này thôi. Đó, thì nguyên con máy thế này bán giá là 1,4 triệu nha, mã số là 992. Giờ đây là một con Redmi Note 10. Con này màn hình là sáng đẹp ha, không ám hố, không chạy xước nha. Kích thước của màn hình là 6.43 inch, bộ nhớ lưu trữ là 64GB. RAM là RAM 4+1. Phiên bản Android hiện tại là Android 12, pin 5000, con này hỗ trợ sạc là 33W nha, tôi sạc taxi. Thì con này mình thường tư vấn cho những anh em mà chạy ráp hay shipper là mua những con máy thế này. Thứ nhất là màn hình nó rất là sáng, mình ra nắng không bị chói ha. Thứ hai là pin nó rất là cầm và cái thời gian sạc pin nó rất là nhanh nha. Mình tranh thủ cái khoảng thời gian mình ăn trưa, mình sạc khoảng 1 giờ là nó đã đầy 100% pin rồi mọi người, rất là sạc rất là nhanh luôn ha. Về phần chụp hình thì con máy này chụp hình cũng rất là rõ nha. Đây nè, rất là rõ và sắc nét. Đó, 48 megapixel là cái độ phân giải của cái camera máy này ha. Và đây là cái số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó. Thì con máy này ngoại hình thì nó cũng hơi xấu rồi nha, lưng thì cũng còn đẹp nhưng mà cái viền này có chạy nè, viền có chạy ha. Thì máy cũ thì có sao mình nói vậy nha. Máy có hỗ trợ tia hồng ngoại nè, có thể dùng để điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà được luôn. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 1,9 triệu nha, mã số là 987, Redmi Note 10. Và đây là một con Oppo A54 nha, con này thì màn hình IPS LCD, hiển thị là HD cộng ha. Kích thước của màn hình là 6.5 inch. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin của máy nè. Phiên bản Android 11, RAM 4, bộ nhớ lưu trữ là 128GB. Con này thì sử dụng pin 5000mAh, pin rất là cầm luôn ha. Và đây là cái số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình thì sáng đẹp nha, không ám mố, không chạy xước, cảm ứng này rất là mượt mà luôn. Về cái phần vỏ sườn thì rất là bóng đẹp nha, vỏ sườn màu xanh bóng. Con này mình chùi ra nó rất là mới nha mọi người. Ở đây nó đang dính cái vân tay của mình ha, nó hơi dơ thì mình chùi ra rất là đẹp nha. Thì nguyên con máy như thế này hôm nay mình bán giá là 1,9 triệu, mã số là 907 nha, Oppo A54. Và đây là một con Samsung Galaxy J7 Prime nha. Con này thì RAM 3, bộ nhớ 32, pin của máy là 3300. Chụp hình cũng rất là sáng đẹp ha, màn hình sáng đẹp nè. Màn hình rất là bóng đẹp ha. Vỏ sườn thì đẹp như mới, không có tì vết, không có vết xước luôn nha. Thì hôm nay mình bán con máy này với cái giá là 850k. Ở mình có rất nhiều dòng J7 Prime này nha, có màu đen nè, màu vàng gold, rất là đẹp nha. Ngoài ra bên mình có những con J7 Prime vỏ cũ nữa mọi người. Đây là vỏ cũ nè, mình bán chỉ có 700k thôi. Cũng là màn hình đẹp ha, RAM 3, bộ nhớ 32, pin cũng là 3300 luôn. Và vỏ mới thì mình bán là 850, vỏ cũ là mình bán 700k nha. Bên mình còn rất là nhiều dòng máy thế này. Và đây là một con máy tính bảng nha, Samsung Galaxy Tab E T561. Máy này là máy chính hãng của Samsung nha mọi người, rất là to luôn ha, màn hình to. Kích thước của màn hình là 9.6 inch nha, màn hình rất là lớn luôn. Máy nguyên zin nè, thì con này thì nó có cái khuyết điểm là nó chạy hơi chậm thôi. Vẫn sử dụng được, xem được, xem phim, nghe nhạc được ha, Android 6.0 nè. Cái vỏ sườn thì cũng rất là đẹp, vỏ sườn màu trắng nhám nha. Con này mình có thể nghe gọi được luôn, có hỗ trợ được SIM 3G ha, sử dụng được một SIM. Xem phim, nghe nhạc, YouTube thì bình thường hết nè. Đó. Thì hôm nay mình bán nguyên con máy như thế này là giá chỉ có 600k, tặng sạc và bao phí ship nha. Con máy này mình cái lo sao nó hơi nhỏ mọi người, hát nhạc thì bình thường, hát YouTube được nhưng mình hơi chậm. Con này mình có thể dùng để karaoke thì ngon lành luôn ha, mình kết nối lo Bluetooth nha. Tại cái lo sao nó hơi nhỏ nè, cái lo nó quay lại sao đó mọi người, cho nên âm thanh ở phía trước mình nghe nó hơi nhỏ. Thì nguyên một con máy như thế này là to ha, chính hãng của Samsung luôn nha. Hôm nay bán chỉ có là 600k thôi, vừa xem phim nghe nhạc được và mình cũng có thể là mình nghe gọi được luôn ha, rất là rẻ tiền luôn mọi người, chỉ có 600k thôi, được một con máy chính hãng to như thế này, 9.6 inch rất là lớn nha, đặc biệt nghe nó to bằng 3 cái máy điện thoại luôn nè. 600k, mã số là 988. Tiếp theo là một con VS Max Activa nha. Con này thì màn hình AMOLED, kích thước là 6.39 inch, hiển thị Full HD cộng. Màn hình zin nha, màn hình zin, nhưng trên cái màn hình này nó bị chóc cái thủy như thế này, chóc cái viền bong 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 thế này ha, cái viền ngoài thôi nha. Cái này gì mình dán cường lực full lên là hết, là không có thấy cái điểm chóc đó ha. Chạy con chip mà Meditech Helio B60. Đây là số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 10 nha. Con này là RAM 4, bộ nhớ 64GB.
Pin của máy là 4020 mAh, hỗ trợ sạc 15W đuôi sạc taxi ha, có hỗ trợ sạc nhanh luôn nha. Thì màn hình là sáng đẹp, cảm ứng mượt mà, màn tràng viền luôn nha mọi người. Đây là màn hình AMOLED ha. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn màu xanh bóng đây nè. Tuy là máy đã qua sử dụng nhưng mà được dán keo cho nên là máy rất là bóng đẹp ha. Con này mình tháo keo ra là đẹp, cam kết cho mọi người đẹp trên 95% luôn, cam là cam thục ha. Thì hôm nay bán con máy này với giá là 1,8 triệu, mã số là 882. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy J2 Pro. Thì con này cũng là một con máy màn hình Super AMOLED. Kích thước của màn hình là 5 inch nha. Đây này để mình chỉnh sáng lên cho mọi người dễ nhìn nè. Màn hình Gen AMOLED kích thước 5 inch, chạy con chip Snapdragon 425. Đây là cái số IMEI để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Mình sẽ cho mọi người xem cái số IMEI luôn ha. Con này thì chỉ nghe gọi, xem phim, Zalo, Facebook rồi thôi ha. Đây số IMEI của máy nè. Hai sim hai sóng nha. Phiên bản Android của máy này là 7.1. Con này RAM 1.5GB, bộ nhớ 16GB, pin là pin 2600 ha. Màn hình zin nha mọi người, màn hình zin AMOLED nha. Màn có hơi lưu ảnh nhẹ nè. Máy nguyên zin luôn, máy nguyên zin, còn tem của hãng là pin có thể tháo rời được ha. Hai sim hai sóng. Thì cái nút nguồn này nó hơi thụt nhẹ vô trong rồi. Cái này vẫn còn sử dụng được nha. Đó, thì hôm nay bán con máy này giá 550k, mã số là 974. Sản phẩm tiếp theo mình muốn gửi đến mọi người là một con Oppo F11 nha. Con này màn hình LCD, kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị Full HD cộng. Máy chạy con chip Mediatek Helio B70. Và đây là phần giới thiệu về thông tin của máy nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 11, RAM 6, bộ nhớ lưu trữ 64GB, pin của máy là 4020 mAh. Và mình cũng cho mọi người biết thêm một cái thông tin là Oppo F11 chỉ có một phiên bản là RAM 6, bộ nhớ 64 nha. Không có phiên bản RAM 8, bộ nhớ 128 nha, cũng không có phiên bản RAM 8, bộ nhớ 256GB. Đó là những cái RAM là đã fix lên ha, RAM nhỏ cứng được fix lên thôi, chứ đây là chính thức là có một phiên bản duy nhất của bộ F11 thôi là RAM 6, bộ nhớ 128GB nha. Bộ nhớ 64GB thôi nha, không có 128GB, cũng không có 256GB luôn ha. Đây là mình cũng thông tin cho mọi người được rõ nha. Những cái máy mà bán trên thị trường mà có RAM 8 nè, có 128GB và 256GB, tất cả những dòng máy đó đều được fix RAM lên hết ha. Nếu mọi người không tin, mọi người có thể hỏi thẳng những người bán, hỏi thẳng coi con này là RAM fix hay là RAM thật của máy, người ta sẽ trả lời cho mọi người biết ha. Hoặc là mình ra cửa hàng, bất kỳ cửa hàng nào mình biết, mình cứ hỏi thử là Oppo F11 có RAM bộ nhớ 256GB không, hoặc là 128GB không. Không bao giờ có nha, RAM là RAM fix thôi. Kể cả những con mà Oppo Vivo i21 nè, hoặc là những con Vivo dòng thấp thấp đó, Vivo i11 nè, đó cũng là RAM fix lên hết rồi nha. Còn RAM của máy thì thật sự RAM bên mình này không có fix RAM, bên mình chỉ bán là cấu hình chính thức của máy thôi. Con này RAM 6 bộ nhớ 64 ha. Thì phần ngoại hình con máy này màu tím rất là đẹp nha. Vỏ con này thì cũng còn khoảng 85-90% nha mọi người. Vỏ bóng đẹp ha. Thì hôm nay anh bán con máy này với cái giá là 1,6 triệu, mã số là 978 nha. Máy rất là đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là một con Oppo A9 nha. Đây là một con A9 2020. Màn hình TFT LCD, kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị HD cộng. Máy này chạy con chip Snapdragon 665. Phiên bản Android hiện tại là Android 11, RAM 8 cộng 3 nha. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB, sử dụng pin 5000 mAh, đuôi sạc taxi. Máy này có hỗ trợ sạc nhanh luôn ha. Đây là cái số IMEI để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Thì màn hình sáng đẹp nha, màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước, cảm ứng là mượt mà. Về phần ngoại hình, vỏ sườn xanh bóng rất là đẹp nè. Con này vỏ cũng chưa có chạy xước gì hết ha. Ngoại hình trên 95% nha. Thì hôm nay mình bán con máy này với cái giá là 2,2 triệu, mã số là 941. Máy rất là đẹp luôn mọi người. Rồi, video của mình đến đây là hết ha. Mọi người mua hàng này xin để lại comment bên dưới phần bình luận nha, hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0396789566. Số mình đang ghim trên góc màn hình này, số này mình cũng có sử dụng Zalo nữa nha. Mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. Địa chỉ của mình là 452 ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ai những người ở gần cũng có thể đến trực tiếp xem và test máy ha. Thì bên mình bán hàng thì cũng có chính sách bảo hành cho mọi người ha. Đây là bên mình sẽ dán con tem như thế này. Thì mình bảo hành là mình cũng chỉ bảo hành bên trong máy thôi nha. Cái này mình cũng nói trước luôn, để sau này cái mình gặp sự cố rồi mình không có nói trước được thì nó hơi mất lòng nhau. Bên mình chỉ bảo hành bên trong máy thôi. Còn cái vấn đề màn hình và cái vỏ sườn á, chạy xước, nứt bể, loạn liệt, ám mố hay là loạn cảm ứng, liệt cảm ứng gì đó, cái đó là mọi người tự chịu nha. Máy mình sử dụng thì mình không bảo quản được, nó bị nứt bể hay là bị hư thì mọi người phải tự chịu. Còn riêng bên trong máy này, bên trong của con máy này mình đã dán tem lại rồi.
mình sẽ bảo hành sửa chữa miễn phí 3 tháng tại cửa hàng mình ha. Nếu như mà có ai có bị lỗi lầm gì thì cứ gửi về bên mình sẽ sửa chữa miễn phí luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Mọi người bấm cho mình một like để ủng hộ mình luôn ha. Nhớ bấm vào cái kênh thông báo để nhận được thông báo sớm nhất khi mình cập nhật video mới nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.